ơn gọi bao giờ cũng đi kèm với một sứ mạng. Vâng, Chúa chọn gọi các linh mục và ban cho các ngài một sứ mạng cao cả, đó là đem tin mừng của Chúa cho muôn người. Giữa biển đời hôm nay, lời mời gọi hãy ra khơi của Chúa năm nào giờ đây vẫn còn vang vọng trong tâm tư những người linh mục như một lệnh lên đường, thôi thúc họ nhiệt tâm ra đi, rao truyền chân lý. Và phần con, nay con xin đáp lời Ngài đã bao năm kêu mời, con đi theo Chúa vào đời, loan truyền niềm tin mới, mong muôn dân thắm nụ cười, tin nhận ơn cứu rỗi, xin cho con suốt cuộc đời trung thành theo Chúa thôi. Đây lời Chúa đang kêu mời, hãy ra khơi loan truyền phúc âm mọi nơi. Dù biển đời hiểm nguy sóng gió chẳng ngơi, trong cây nơi Chúa chở che đỡ nâng không rời. Khắp nơi mọi miền báo tin vui, nhân loại sẽ luôn bình yên. Như một lòng thường thì tiếng Chúa nhủ khuyên, tôn thờ Thiên Chúa và luôn mến thương anh em. Nay con xin đáp lời Ngài đã bao năm kêu mời, con đi theo Chúa vào đời, loan truyền niềm tin mới, mong muôn dân thắm nụ cười, tin nhận ơn cứu rỗi, xin cho con suốt cuộc đời trung thành theo Chúa thôi. Tâm đi làm chứng nhân tin mừng, dấu quanh ta muôn vàn khó khăn hiểm nguy, vì từ ngày đời ta có Chúa cùng đi, nương tựa nơi Chúa hiểm nguy khó khăn lo gì. Ngài đến muôn muôn đời, mãi thương con, ban nguồn phúc ân tràn vơi. Ngày lại ngày, diều đưa con tới mọi nơi, loan truyền danh Chúa và nên muối men cho đời. Nay con xin đáp lời Ngài đã bao năm kêu mời, theo Chúa vào đời, loan truyền niềm tin mới, mong muôn dân thắm nụ cười, tin nhận ơn cứu rỗi, xin cho con suốt cuộc đời trung thành theo Chúa thôi, xin cho con suốt cuộc đời trung thành theo Chúa thôi, xin cho con suốt cuộc đời trung thành theo Chúa. Từ trong sâu thẳm của tâm hồn, con đã nghe tiếng Chúa mời gọi, hãy theo ta.
lòng ngập tràn niềm vui xen lẫn ngỡ ngàng sung sướng. Con chỉ biết thân thương lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. Giữa bóng đêm dài, tiếng Chúa kêu mời hãy bước theo Thầy, làm nhân chứng tình yêu. Và con thưa Chúa, nay con xin đến thực thi Chúa. Ngài hãy sai con đi. Từng phút giây lời Chúa con nguyện khắc ghi và quyết theo đường Chúa đi, mong thực thi Chúa. Nguyện Chúa che chở đỡ nâng, phù giúp con hằng tin chung, để mãi luôn là chứng nhân đem Chúa cho tan trần. Chúa đã kêu mời con nay đáp lời, dẫu biết phận hèn thật không xứng Ngài ơi. Đường con đi tới còn bao bơ ngỡ, nguyện thương nâng đỡ, dìu dắt con từng ngày. Lời Chúa con nguyện khắc ghi và quyết theo đường Chúa đi, mong thực thi Chúa. Nguyện Chúa che chở đỡ nâng, phù giúp con hằng tin chung, để mãi luôn là chứng nhân đem Chúa cho gian trần. Đến phận hèn giữa biết bao người từng chung sống cùng con, từ nay con quyết thành tâm dâng hiến đời con cho Chúa, đền đáp ơn tình Ngài. Từng phút giây lời Chúa con nguyện khắc ghi và quyết theo đường Chúa đi, mong thực thi Chúa. Nguyện Chúa che chở đỡ nâng, phù giúp con hằng tin chung, để mãi luôn là chứng nhân đem Chúa cho gian trần. Lạy Chúa trong từng phút giây, lời Chúa con nguyện khắc ghi và quyết theo đường Chúa đi, mong thực thi Chúa. Nguyện Chúa che chở đỡ nâng, phù giúp con hằng tin chung, để mãi luôn là chứng nhân đem Chúa cho gian trần. Nguyện Chúa che chở đỡ nâng, phù giúp con hằng tin chung, để mãi luôn là chứng nhân đem Chúa cho gian trần. Thank you.
khởi đầu công việc thánh thiện này, chúng ta cùng hiệp lòng xin Chúa Thánh Thần đến thánh hóa chúng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Chúa khi trao ban thần khi cho tin hữu Chúa soi lòng mơ trí họ để đón nhận chân lý vẹn toàn. Xin dạy chúng con biết để cho thần khi hướng dẫn hầu nhận ra những gì ngay chính và cảm thấy Chúa luôn bảo trợ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ được khi cô Chúa chúng công bố văn thư bổ nhiệm khởi đầu nghi thức cha tân chánh xứ trình lên cha quản hạt văn thư bổ nhiệm của đức giám mục giáo phận để được công bố. Qua đức giám mục, chính đức Kitô và mẹ Hội Thánh đã ủy thác cho cha sứ mạng phục vụ công đoàn này. Rồi Ngài đi về làm phó sứ
tư cách là chánh sứ cùng với anh em linh mục chia sẻ sứ vụ đông đầu tại vùng đất này. Xin chào mừng tất cả quý cha, mọi người và giáo hạt Sơn Lộc chúng con hân hoan vô cùng chào các bạn. Điều thứ hai, xin giới thiệu với tất cả quý ông bà, anh chị em giáo xứ Sơn Tây, cha chính xứ của anh chị em. Nói với anh chị em về ngài cũng là tôi nói với ngài luôn. Ngày xưa ngài ở trường nghiệp gọi là cha khôi đẹp bởi vì ngài đẹp lắm. Bây giờ ngài vẫn còn đẹp. Cái đẹp trước tiên là cái đẹp của đời sống linh mục, một sự nhân tình thánh dẫn thân như giáo mục nói trong văn thư quản đài đi phục vụ ở bất cứ đâu. Cái đẹp mà ngài muốn dành cho tất cả anh chị em là cái đẹp nhân tình của cả một thời linh mục trang trẻ và đầy nhiều biết bây giờ về ở bên anh chị em giáo xứ Sơn Tây. Giáo xứ Sơn Tây này đã được hình thành trong ý định của những vị tiên hiền từ ngày xưa khi thành lập giáo xứ Sơn Lâm. Sơn Tây là một vùng đất đối diện với Sơn Lâm, là một vùng đất không có cha. Chúng ta cảm ơn các cha trong bôn bằng trong đồ nhà Chúa khi các ngài phục vụ tại Sơn Lâm thì đã nghĩ đến đây để ước ao ở đây có một điểm hoạt động truyền đạo mới. Và một khi cha cố chôn xe Nguyễn Thanh Châu về làm linh mục thiên thời của giáo xứ Sơn Tây thì ngài đã tìm hiện đất và ở nơi đây dù bé nhỏ thì hình thành một điểm cầu nguyện, điểm truyền giáo của giáo xứ tương lai. Ngài nằm xuống công việc chưa thực hiện được gì cả nhưng ngài vẫn để lại cho Sơn Tây như một di chúc thiêng liêng là phải cố gắng để thực hiện. Các cha với bạn công bộ nhà Chúa đã kiêm nhiệm Sơn Tây một thời gian sau khi Sơn Tây được lập thành giáo xứ 7 năm sau mới có linh mục về đây phụ trách. Cha Trần Minh của chúng ta, một vị linh mục tuyệt vời, một vị linh mục cũng nói là đen. Ngài đã phục vụ Sơn Tây này trong vòng 7 năm. Và nếu ai gặp ngài trước những ngày mà ngài đi nghỉ bệnh thì thật sự ngài đã xuống sắc, gầy yếu và đau bệnh nặng. Ngài nói với tôi những lời cuối cùng như là một di chúc hay một di ngôn. À, ngài dặn tôi xin tôi một số điều. Và một trong những điều này đó là giáo xứ Sơn Tây việc gì ngài phục vụ ở đây xin tất cả là của bộ thánh. Đây là điều quý hóa trong những anh em linh mục đã phục vụ ở đây. Vì thế cho đến hôm nay cha chính xứ mới của chúng ta về đây, ngài tiếp nối một cái năng tinh thần, một cái năng tình yêu từ các cha làm việc quản nhiệm hội chính xứ ở Sơn Tây từ trước hiện tại. Và rồi những gì ngài đón nhận là cả một công bằng đức tin anh chị em ở Sơn Tây này. Cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, cảm ơn người, thay mặt cộng đoàn giáo xứ Sơn Tây, ông trưởng ban hành giáo cũng nói lên niềm vui đón tiếp chủ trang mới như đấng nhân danh Chúa mà đến. Kính mời ông trưởng ban hành giáo. Trọng quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ban hành giáo đi giáo xứ và quý khách. Lời đầu tiên, cho phép chúng con được dâng lời chào chúc cha quản hạt. Quý cha, quý quốc sĩ nam nữ, quý ban hành giáo đi giáo xứ và quý khách. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Hôm nay cầu lòng dân Chúa giáo xứ chúng con rất hân hoan vui mừng tri ân cha hoàng hạnh, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ban thành giáo liên giáo xứ và quý khách đã thương đến giáo xứ chúng con thêm lời cầu nguyện. Nhân này cha tân chánh xứ giáo xứ chúng con nhậm chức, trong tâm tình cảm tạ học ân Thiên Chúa, chúng con xin tri ân quý cha cùng toàn thể quý vị. Trước hết, thông qua cha hoàng hàm, chúng con xin gửi lời tri ân đến với đức cha chánh Giuse giám mục giáo phận, đức cha phụ tá Gioan, đức cha Đan Minh. Tuy bận rộn với muôn vàn công việc, nhưng ba đức cha thường xuyên thăm hỏi và giúp đỡ giáo xứ chúng con. Hôm nay tuy ba đức cha không hiện diện nơi đây, nhưng chúng con tin rằng quý đức cha vẫn luôn yêu thương và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Chúng con xin chân thành tri ân cha Đa Minh Hoàng Hàm Xuân Lộc vì tình thương bao la cha đã dành cho giáo xứ chúng con. Cha đã thường xuyên quan tâm thăm hỏi và giúp đỡ giáo xứ chúng con. Hôm nay đây, cha đã thay mặt đức giám mục giáo phận chủ sự nghi lễ nhậm chức của cha tân chánh xứ giáo xứ chúng con. Tình yêu thương mà cha dành cho giáo xứ chúng con, chúng con xin hằng ghi nhớ và biết ơn. Trong kính cha hoàng hạnh, niềm vui như được nhân lên khi chúng con được biết ngày mai 19 tháng 9 là ngày kỷ niệm 33 năm học ân linh phục của cha. Chúng con xin Chúa ban cho cha được nhiều sức khỏe, thánh đức, khôn ngoan để cha hoàng hạnh thực hiện sứ vụ mục từ của mình bằng việc thực hiện trọn vẹn phương châm đời linh mục mà cha đã nhận. Tôi sẽ loan báo danh Ngài cho anh em tôi, nơi công hội tôi sẽ ngợi khen Ngài. Giờ đây cộng đồng chúng con xin chúc mừng cha Hoàng Hạnh bằng một tràng pháo tay. Chúng con xin chân thành tri ân quý cha tiền nhiệm giáo xứ có được ngày hôm nay, đó cũng là nhờ rất nhiều vào tâm huyết mà quý cha đã dành cho giáo xứ. Chúng con cũng xin được chân thành tri ân quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ban thành giáo liên giáo xứ và quý khách đã không quản ngại đường xa xa xôi, gác bỏ mọi công việc để đến hiện diện cùng giáo xứ chúng con trong giờ phút này. Sự có mặt của quý cha cũng như quý vị đã làm cho nghi lễ hôm nay thêm phần long trọng và là niềm khích lệ lớn lao cho giáo xứ chúng con. Chúng con cũng xin chân thành tri ân cha Giuse, nguyên chánh xứ giáo xứ chúng con. Trong thời gian 6 năm, 1 tháng 6 ngày, cha đã tận tâm tận lực cống hiến và đồng hành cùng giáo xứ chúng con trong chức vụ chánh xứ tiên khởi. Cha đã không quản ngại bất cứ điều gì, kể cả sức lực, trí lực và tài lực để phục vụ và chăm sóc đoàn chiên nơi giáo xứ chúng con. Chúng con xin hết lòng tri ân. Kính thưa cha tân chánh xứ Phêrô, hôm nay cha được đức giám mục giáo phận sai đi để nhận sứ vụ mới về giáo xứ Xuân Tây nhỏ bé của chúng con. Thật là một vinh dự lớn lao cho cộng đoàn chúng con. Trước hết, cộng đoàn chúng con xin chúc mừng và đón chào cha bằng một tràng pháo tay. Kính thưa cha tân chánh xứ Phêrô, giáo xứ Xuân Tây chúng con được hình thành từ những năm 1986, nhưng mãi đến năm 2007 mới được phép xây dựng nhà thờ. Năm 2010 mới chính thức được công nhận là giáo xứ. Vì địa bàn giáo xứ khá rộng nên giáo xứ chúng con được phân chia thành 7 giáo họ,
với tổng số nhân dân là 2.478 người, được phân bổ trong 664 gia đình. Trong tinh thần yêu thương, chúng con thật hạnh phúc được đón chào cha với tấm lòng kính trọng và tin tưởng, để cha dẫn dắt chúng con hướng tới sống thánh thiện, hiệp nhất, yêu thương và đẹp lòng Chúa hơn. Chúng con xin hứa sẽ khắc phục và cùng cha xây dựng cộng đoàn giáo xứ Xuân Tây ngày một tốt đẹp hơn. Chúng con xin dâng 2.478 con chim của giáo xứ chúng con cho cha, để cha giảng dạy, thành hiền và lãnh đạo cộng đoàn chúng con. Chúng con xin quý cha và cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho cha tân chánh xứ của giáo xứ chúng con hôm nay và trong tương lai. Một lần nữa, chúng con xin chân thành tri ân cha hoàng hạt và quý cha, quý tu sĩ tam đời, quý ban thành giáo viên giáo xứ và quý khách đã về chung vui và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con hôm nay. Chúng con cùng xin tri ân ông bà cố và thân nhân của cha tân chánh xứ hôm nay đã về chung vui và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Chúng con xin quý cha và cộng đoàn thông cảm bỏ qua những thiếu sót của chúng con trong công việc tổ chức hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân cho quý cha và toàn thể cộng đoàn. Giờ nay, cộng đoàn giáo xứ chúng con xin dâng lên cha hoàng hạt và cha tân chánh xứ làm hoa tươi để tỏ lòng hiếu kính của chúng con. Kính xin quý cha vui nhận. Phần tuyên dương đức tin và thề hứa trung thành. Linh mục chánh xứ sẽ thay mặt đức tín mục để hướng dẫn đức của cộng đoàn giáo. Vì vậy, ngài phải tuyên dương đức tin của hội thánh, đoàn thể truyền dạy một đức tin công truyền vừa bằng lời, vừa bằng chính đời sống gương mẫu của mình. Tôi là linh mục Phêrô trẻ mạnh thôi. Với đức tin vững vàng, tôi tin và tin xin mọi điều và từng điều ghi trong kinh tin kịch sau đây. Tôi tin kịch một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kịch một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, xin bởi đức chính Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi vậy Đức Chúa thành thật, người đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ tụ. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Với đức tin vững vàng, tôi cũng tin mọi điều hàm chứa trong lời Thiên Chúa dưới hình thức thánh kinh hay thánh truyền, và mọi điều giáo hội dạy phải tin như đã được Thiên Chúa mặc cả khi giáo hội dạy như thế, bằng một phán quyết long trọng hoặc bằng giáo huấn
vàng vô quan. Tôi cũng kiên quyết chấp nhận và tuân thủ mọi điều và từng điều do giáo hội xác quyết liên quan về giáo lý, đức tin và luân lý. Hơn nữa, bằng sự tuân phục đạo đức từ trong tâm trí và ý chí, tôi chấp nhận những giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc giám mục đoàn trình bày khi các ngài thi hành quyền giáo huấn chính thức dù không có ý định xác quyết. Tôi là linh mục Phêrô Trần Anh Côi, khi lãnh nhận nhiệm vụ chánh sứ giáo xứ Sông Tây này, hứa sẽ luôn bảo vệ sự hiệp thông với giáo hội Công giáo bằng lời nói và việc làm của tôi. Tôi sẽ hết sức cẩn thận và trung thành chu toàn các trách vụ đối với giáo hội toàn cầu cũng như địa phương mà tôi được kêu gọi để phục vụ theo giáo luật quy định. Khi chu toàn nhiệm vụ đã được ủy thác cho tôi nhân dân giáo hội, tôi sẽ giữ gìn nguyên vẹn, truyền đạt và làm sáng tỏ cách trung thành kho tàng đức tin. Vì thế, tôi sẽ tránh xa bất cứ giáo lý nào trái kịp lại. Tôi sẽ tuân hành cổ vọng kỷ luật chung của giáo hội toàn cầu và sẽ tuân thủ tất cả luật lệ của giáo hội, nhất là những điều được ghi trong bộ giáo luật. Trong tinh thần vâng phục Kitô hữu, tôi sẽ tuân theo những điều các chủ trang đã kịp công bố với tư cách tiến sĩ và thầy dạy chính thức về đức tin hoặc quyết định với tư cách lãnh đạo giám mục. Tôi sẽ trung thành hỗ trợ giám mục giáo phận để công việc tông đồ được thực hiện nhân danh và do uy nghiêm của giáo hội trong sự hiệp thông với giáo hội. Nguyện xin Thiên Chúa và sách phúc âm tôi đặt tay đây dung sức cho tôi. Thần nhận lãnh tách vụ mục tử. Giờ đây, cha tân chánh xứ sẽ đón nhận từng tách vụ mà từ nay cha sẽ thi hành giữa cộng đoàn giáo xứ. Mở cửa nhà ta, kính mời cộng đoàn đứng. Bí tích thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo, nơi chứa đựng toàn bộ của cả kiếp lễ của hội thánh là Chúa Kitô trên vượt qua của chúng ta. Từ nay, cha tân chánh xứ sẽ chủ sự phong vụ thánh thể để hiệp nhất cộng đoàn với Chúa và với nhau. Xin cho bí tích tình yêu này thành nguồn sống nuôi dưỡng biến đổi chúng ta nên những viên đá sống động xây dựng hội thánh, nên những chứng nhân nhiệt hành xây đắp tình yêu và sự thật cho thế giới hôm nay. Thank you.
trong công trình của Chúa. Xin nhận lời thành tại du xe chuyên cầu cho chúng con biết nói gương người đây là Chúa toàn thiên vụ Chúa đang trao cho hầu được hưởng niềm vui Chúa đang đưa cho tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời một lần ngồi. Ngồi tòa giải tôi cảm nhận sâu xa nhất nơi con người hẳn là cảm nhận về thất phận ỏng giòn yếu đuối ngay xung quanh giao hòa con người với Thiên Chúa. Linh mục chánh xứ sẽ thi hành chức năng này cách đặc biệt nhất qua bí tích hòa đạo. Xin cho bí tích này luôn là nguồn mạch đổ chèn bình an và sức mạnh vươn lên cho cộng đoàn dân Chúa. Xin cho mọi người gặp được nơi đây lòng xót thương tha thứ của Cha trên trời, đứng giàu lòng xót thương. Ngồi vào ghế chủ tọa, ngồi vào ghế dành cho cách đặc biệt. Con xin cảm ơn quý cha liều nhiệm của giáo sư Xuân Tây, quý cha Tổ, cha Alfonso Trần Lý Tình, đặc biệt là cha Giuse Trần Minh, được tiếp nối công trình quý cha đã kiến tạo nơi cộng đoàn giáo sư Xuân Tây này quả là một diễm phúc cho con. Những gì quý cha đã dày công vun trồng hôm qua, rồi ra con sẽ được vinh dự gặp lại. Những gì quý cha để lại cho con hôm nay, ngày mai con sẽ được hân hạnh làm chỗ sinh bông hạnh. Xin cảm ơn quý cha về tất cả và xin thương tiếp tục cầu nguyện giúp đỡ để con bảo tồn và phát huy những thành quả mà quý cha cũng như các vị tiền bối đã tốn công gầy dựng nơi giáo xứ này. Con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ trong gia đình Linh Tâm, bác vị và các cô chú đã cầu nguyện và đồng hành giúp đỡ con. Đặc biệt, con xin cảm ơn và tri ân cha Đa Minh Vô Công Sứ Quảng Hạt Xuân Lộc, cũng là cha nghĩa phụ của con. Thưa cha, không phải chỉ thời còn là chúng sinh, mà ngay khi con đã là linh mục, cha luôn dõi theo từng bước đường của con để quan tâm, chỉ bảo và đồng viên con trong suốt những năm tháng qua. Hôm nay qua nghi thức nhận chức chánh xứ, cha còn thay mặt Đức Cha giáo phận để trao giáo xứ Xuân Tây cho con. Con xin khắc ghi ơn trọng này. Con xin tri ân sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, các anh em chúng sinh, quý chức ban hành giáo, quý thầy cô giáo, các ân nhân và quý khách của con đến từ các giáo xứ Chính Tòa, Tân Mai, Tân Lộc, Gia Lạc, Bạch Lâm, Gia Phát, Kim Phát, Ngọc Lâm, Bầu Bay, Biên Hòa. Nguyện xin Thiên Chúa trả công và ban muôn ơn lành xuống trên tất cả mọi người. Giờ đây con xin phép có đôi lời với gia đình của con. Có ai đó đã từng nói rằng người ta có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một chốn để quay về, đó là gia đình. Vì thế con xin cảm ơn ba mẹ, cảm ơn gia đình mình luôn là một chốn để con được quay về, để con được là chính mình, nhất là sau những ngày mệt mỏi vì công việc, vì trách nhiệm ở giáo xứ. Khi về nhà nhiều lúc chỉ với những bữa cơm đơn sơ, chỉ đôi ba câu chuyện chia sẻ, hay chỉ một vài dự định tự nhiên tụt miệng kể ra. Nhưng những điều đó lại làm con cảm thấy phấn chấn, lạc quan và bình an hơn. Con cảm ơn ba mẹ, anh chị em và các cháu đã cho con có những điều đó. Xin ba mẹ và gia đình mình luôn là chỗ dựa tinh thần cho con trong những ngày tháng sắp tới. Con cũng xin chân thành cảm ơn các ông, các bà, các bác, chú, thím, các cậu, các dì, các anh chị em trong họ hàng nội ngoài và bà con xa gần đã luôn khích lệ cầu nguyện cho con mỗi ngày. Con xin gửi lời cảm ơn đến những người đã đi ngang qua cuộc đời con mà con không một lần hay biết, nhưng vẫn âm thầm cầu nguyện và hy sinh cho con trên mọi bước đường phục vụ. Với anh chị em
gia đình giáo xứ Sơn Tây rất thân mến. Trước hết, tôi xin cảm ơn quý chức ban hành giáo và toàn thể quý ông bà anh chị em đã vâng lời Đức Cha giáo phận đón nhận tôi như là một thành viên trong gia đình giáo xứ Sơn Tây. Sau nữa, thưa anh chị em, người Việt Nam chúng ta vẫn thường nói chỉ qua đất Mỹ hay qua trời Tây mới tới được thiên đàng. Điều đó cũng đúng phần nào, nhưng tôi nghĩ rằng đâu cần thiết phải đi xa như vậy, vì nếu giáo xứ chúng ta trên dưới cùng một lòng một ý với nhau, cùng cảm thông yêu thương nhau, cùng nâng đỡ và công tác với nhau, thì chắc chắn thiên đàng và mùa xuân của tình yêu và lòng thương xót sẽ luôn đến và hiện diện trên mảnh đất giáo xứ Xuân Tây này. Và ước mong quý ông bà anh chị em sẽ cùng với tôi chung tay để biến ước mong đó thành hiện thực. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi tổ chức nghi thức nhận chức chánh xứ hôm nay được tốt đẹp. Kính chúc quý vị và gia đình sức khỏe, an vui và hạnh phúc. Trọng kính chào bạn hạ, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đồng. Thánh Phaolô Tông đồ đã nói, anh em chớ mắc nợ nhau điều gì ngoài tình thương mến. Vậy vì món nợ tình yêu, vì tấm chân tình dành cho con và cho giáo xứ, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ và mọi người thương tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ con và giáo xứ trong những ngày tháng sắp tới. Cuối cùng, dù đã cố gắng thân thưa sao cho trọn vẹn mọi bề, nhưng chắc chắn vẫn còn những thiếu sót, xin quý cha và cộng đoàn thương lượng thứ cho con. Một lần nữa, con xin hết lòng tri ân quý cha quản hạt, quý cha và hết thảy mọi người. Xin chúc quý cha và cộng đoàn luôn mạnh khỏe, an vui và tràn tràn hồng ân Thiên Chúa. Và con xin hết lòng. Ký kết biên bản. Việc làm sau cùng thuộc về nghi lễ là ký nhân biên bản để đệ trình lên Đức Giám mục Giáo phận và được lưu giữ tại tòa giám mục. Chúng con kính mời cha quản hạt, cha tân chánh xứ, cha chánh xứ Xuân Đông đại diện linh mục giáo hạt Xuân Lộc và ông trưởng ban hành giáo giáo xứ Xuân Tây lên ký nhân biên bản. Sẽ được chính người hoàn tất cách tốt đẹp.
lệnh Chúa Giêsu thành thề. Chúc con tinh thần Chúa đang hiện diện giữa chúng con trên bàn thờ này. Chúng con thờ này chúc tụng cảm tạ và lời khen Chúa. Trong giây phút linh thiêng này, chúng con chạy đến với Chúa để xin Chúa thương chúc lành và ban bình an cho tất cả chúng con, nhất là cho từng người, từng gia đình trong giáo xứ Xuân Tân. Xin ban thánh thần tình yêu của Chúa trên chúng con, để Ngài soi sáng và khơi lên trong chúng con lòng cao ngất lặng theo lời làm sống của Chúa. Nhờ đó, chúng con yêu thương nghe những lời mà Chúa muốn nói với chúng con. Giờ đây, lạy Chúa xin hãy phạt vì các tôi tớ Chúa đang làm tại Ngài. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bây giờ, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để hết tất cả bên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cùng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Bởi con đã ban cho họ vinh quang và Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Lạy Chúa Giêsu thánh thể. Như bài tin chúng con vừa nghe, trước khi bước vào cuộc tử nạn, trong lời nguyện thánh tin, Chúa đã không cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ của mình được giàu có, được mọi sự may mắn, hay xin cho việc rao giảng tin mừng được thành công. Chúa chỉ cần xin Chúa Cha cho các tông đồ và cho mỗi người chúng con luôn được gắn kết với nhau, luôn được hiệp nhất nên một với nhau trong tình yêu của Chúa, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Lạy Chúa, tại sao Chúa lại xin cho chúng con có được điều này? Có lẽ bởi vì khi nào chúng con sống hiệp nhất yêu thương nhau, chúng con mới có thể hoàn lại hình ảnh của một Thiên Chúa luôn yêu thương hiệp nhất nên một với nhau. Chỉ khi nào chúng con biết gắn kết nên một với nhau trong cuộc sống hàng ngày, chúng con mới có thể cho thế gian thấy và tin vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời này. Và chỉ khi nào chúng con để cho sự hiện diện yêu thương được tỏa lan trong các gia đình, trong các cộng đồng, thì lúc đó chúng con không chỉ có được tất cả các những điều chúng con mong muốn, mà còn có Chúa ở trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, nhìn lại, biết bao gia đình đổ vỡ mất hạnh phúc vì giữa chúng con chưa có tình yêu là một dân liên kết. Biết bao nhiêu giáo xứ phải rơi vào cảnh bất hòa chia rẽ, chung quy vì giữa chúng con chưa có sự hiệp nhất yêu thương. Biết bao nhiêu con người không thống nhất được cách cư xử và hướng đi trong cuộc sống của mình. Đơn giản vì chúng con chưa hoàn toàn nên một với Chúa. Và còn rất nhiều người Kitô hữu chúng con lại là phản chứng của tin mừng và chẳng thể hoàn lại hình ảnh của Chúa, vì nơi chúng con chỉ có chia rẽ, chỉ có đố kỵ và ghen ghét nhau. Vì thế giây phút này,
xin sức mạnh của Thánh Thể Chúa thanh tẩy những tình tật thế gian ích kỷ còn tồn động nơi chúng con. Thánh Thể Chúa gắn kết và hiệp nhất chúng con nên một với Chúa và với nhau trong đức tin, đức cậy và đức mềm. Xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn xuống trên từng người, từng nhà trong giáo xứ Sơn Tây. Và xin Chúa thương chúc lành cho sứ mạng và những ngày tháng sắp tới của con tại giáo xứ Sơn Tây này. Cuối cùng, xin cho giáo xứ chúng con được luôn sống trong sự hiệp nhất, yêu thương, đại sản và Đức Chúa được hiệp trị nơi vùng đất Sơn Tây này. Amen. Yêu con từ thuở muôn đời, nên cha biệt đãi ơn trời cho con. Vâng, từ thâm tâm con biết rằng Chúa chọn con không phải vì con tài giỏi, đạo đức hơn những người khác, nhưng Chúa chọn con chỉ vì tình yêu thương của Ngài. Vì thế, con ước mong được hợp với muôn loài thụ tạo, kính dâng lên Thiên Chúa tâm tình ta. Vì biết bao hồng ân Chúa đã ban chia chan đời con, muôn điều hát cùng đàn cùng hoa vang theo lời ta, để tấm gương hồng ân Chúa đã ban tràn lan khắp đời. Từ trong đám bụi dắt con vào đời, cho con sống khiếp ở bên giúp sức con mọi nơi. Bao nhiêu năm em trôi ngày hằng dẫn bước con không rời, ban muôn ngàn ơn phú tuyệt vời để con sống vui tươi. Xin hợp với muôn người sơ quý thầy.
và kính thưa quý tổ, cùng tất cả cộng đoàn dân Chúa ngoài giáo xứ Xuân Tây của chúng con, hôm nay trong tâm tình yêu thương mà đặc biệt là quý cha cũng đã đến đây trong tinh thần anh em linh mục để đến đây cùng vui với giáo xứ Xuân Tây của chúng con trong ngày cha tân chánh xứ đến phục vụ tại giáo xứ Xuân Tây của chúng con. Đó là một trang sử mới được mở ra của Hội Thánh và là mùa sai đi trong tâm tình yêu thương này. Với bữa cơm thân mật hôm nay, trước khi bước vào chương trình, cho phép con kính gửi đến cha Quảng Hạt sự diện của quý cha trong hạt cũng như ngoài hạt, được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Quý sơ, quý chức thực vụ, ban thần giáo và toàn thể cộng đoàn dân Chúa có mặt hôm nay, lời chân thành cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe và lời chào đón trân trọng nhất. Cha Phêrô, tân chánh xứ của giáo xứ Xuân Tây của chúng con, linh có đôi lời gửi đến quý cha cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ cũng như ngài sẽ thánh hóa bạn hôm nay để tất cả quý cha và quý vị cùng chung vui với giáo xứ chúng con. Tôi xin được trân trọng kính mời cha. Trọng kính quý cha, kính thưa quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khách, quý cha Quảng Hàn đã có với một chức việc bàn giao công việc với giáo xứ Quảng Xuân, cho nên con hiện diện ở đây và con xin thay lời ngài, trước hết con xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý cha, sự hiện diện rất hết sức quý báu của quý tu sĩ nam nữ, quý khách, quý chức ban hành giáo và toàn thể mọi người hiện diện ở đây. Xin Chúa thương trạc con bồi hầu cho tất cả những gì mà quý ông bà chị em đã đặt lại tấm chân tình của con. Giờ đây chúng ta xin Chúa thương thánh hóa cho bữa ăn đơn sơ của giáo xứ Xuân Tây. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin cảm ơn và kính chúc mọi người dùng gió miệng.